vô nước là chút nữa là cá theo. Một chín thấy như là tưng lửa rừng này sâu rất rẻ ăn chín. Rồi con con nó dữ ấy ấy. Rồi còn con chạy đâu không sâu tiêu ra nước không vô lá cái chưa mà con nhìn thì sâu chút nữa vô cá lại rồi vô cá lại nữa này đớp. Cái tơ nấu lá chua còn tính thêm mấy con có mấy con to tổ nào nữa còn cái tơ hôm nhiều bán bờn bỏ vô đây nó rõ khám ràng này dưới nước khỏi.
nước mắm nó thùm, cá nó thấm cá. Thế nữa. Đó là sáng anh nửa cho hai chú anh ngót rồi. Cái xôi bỏ lá rưng vô nữa rồi. Lá rêu rưng. Này không dọa, giờ chết luôn rồi. Chết nhiễm rồi. Nhiễm là dễ. Không có răng. Nhiễm là chùa. Mờ. Nó non nhanh ra nước. Thì là chút to nó vô luôn là chùa. Tía đã sau không được bỏ mình ra mình đồ theo dân nếp ra ngoài được giờ mình sau là mình lên ruộng kiếm cá đồng bốn chú ơi chú ký hiếm bốn còn bốn ký rồi. Có này là lên ớt đồng nữa, là sao nấu cháo được cả ta. Đúng, kẹo kẹo anh. Em ra ta số. Em bất lên luôn. Em quay mà mấy đêm hồn mà. Đi gần về uống nô uống năng hết thiếu nậu. Chờ chút nữa là nước sôi thả vào vô nước là chút nữa là cá sôi một chín chín như là tưng đứa rừng này sâu rất rẻ chín wow con con nó dữ vậy ấy. Nó còn con chạy đâu rồi. Tiêu ra nước. Vô lá. Cái chơ mà con nhanh thiệt. Thì ơ. Nó sâu chút nữa. Vô cá lại rồi. Vô cá lại nữa này rồi. Đớp.